Từ lực Bookstar và Đinh Quang Thái trên dòng kính chào quý khán giả. Sau đây xin kính mời quý vị theo dõi mục điểm tin ngày thứ tư 14 Tây tháng 4 năm 2021. Trước hết là phần lược thuật những tin quan trọng. Đức và Nhật hợp tác quân sự vì lo ngại hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông. Tổng thống Joe Biden quyết định rút quân Mỹ khỏi Afghanistan ngày 11 tháng 9 năm nay. Tổng thống Joe Biden đề nghị họp thượng đỉnh với Vladimir Putin để thảo luận mọi vấn đề giữa hai nước. Khách vào tiệm không mang khẩu trang, còn nói lời kỳ thị và đánh vào mặt chủ tiệm người Mỹ gốc Á. Đó là những tin quan trọng và sau đây xin mời quý khán giả theo dõi phần tin chi tiết. Trước hết là tin liên quan đến sự hợp tác giữa chính phủ Nhật và chính phủ Đức. Tin của hãng thông tấn AP cho biết là Nhật và Đức đã đồng ý là tăng cường cái mối quan hệ hợp tác quân sự. Và hai quốc gia đã chia sẻ với nhau những cái mối quan tâm liên quan đến cái thái độ của nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Một cái cuộc họp được gọi là 2 plus 2, tức là hai bộ trưởng quốc phòng, hai bộ trưởng ngoại giao của Đức và Nhật đã họp qua hệ thống online và đôi bên cam kết là sẽ gia tăng vấn đề hợp tác quốc phòng, gia tăng việc bổ sung những cái trang cụ quân sự và kỹ thuật nhằm mục đích là tăng cường cho cái thỏa thuận mà đã được ký kết giữa hai quốc gia vào tháng 3 vừa qua. Ông Bộ trưởng Ngoại giao của Nhật Bản nói rằng cả bốn người, tức là Bộ trưởng Ngoại giao hai nước và Bộ trưởng Quốc phòng đã trao đổi cái quan điểm của mình đối với vấn đề mà nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc đã có những hành vi gia tăng cái việc mà tuyên bố chủ quyền tại một số cái vùng đảo trong khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương mà đặc biệt khu vực Biển Đông. Ngoài ra thì cả bốn vị bộ trưởng cũng trao đổi với nhau cái quan điểm liên quan đến tình hình tại Hồng Kông, vấn đề nhân quyền tại khu vực Tân Cương là nơi có cái sắc dân người Hồi giáo Uyghur mà hiện nay nhà cầm quyền Bắc Kinh đang có một cái chính sách muốn thanh lọc chủng tộc đối với cộng đồng Uyghur tại khu vực này. Thưa quý vị, trong thời gian qua thì nước Đức đã tăng cường sự hiện diện của mình và tham dự vào cái tình hình tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Bằng chứng là mới đây đã điều động một khu trục hạm đến khu vực. Nhật Bản đã hoan nghênh cái thái độ này và chính sách này của chính phủ Đức và đôi bên dự trù là sẽ có những cuộc tham dự cùng với nhau về vấn đề tập trận cũng như là trao đổi cái mối quan hệ liên quan đến cái tình hình tại khu vực bán đảo Triều Tiên, nhất là những chuyến tàu hàng chở hàng bất hợp pháp cho nhà cầm quyền Cộng sản Bắc Hàn. Hiện nay thì Nhật, Hoa Kỳ đang cổ suý cho một cái chính sách mà họ gọi là Free and Open Indo-Pacific. Chúng tôi tạm dịch là một cái khu vực tự do rộng mở ở trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Và ngoài ra thì Nhật Bản, Hoa Kỳ, nước Úc và Ấn Độ đã tham dự vào cái nhóm mà chúng ta gọi là Bộ Tứ, tức là Quad, để mà gia tăng cái sự yểm trợ đối với các quốc gia trong khu vực vùng biển này. Trong ngày hôm nay, tức là thứ Tư, 14 Tây tháng 4, Tổng thống Joe Biden dự trù sẽ có một cuộc họp báo ngay tại Tòa Bạch Ốc để loan báo một quyết định quan trọng, đó là cái việc mà rút toàn quân đội Hoa Kỳ ra khỏi chiến trường Afghanistan vào ngày 11 Tây tháng 9 năm nay, tức là năm 2021. Như vậy tức là kỷ niệm đúng 20 năm ngày quân đội Hoa Kỳ tiến quân vào Afghanistan để giải trừ chế độ Taliban, giải phóng đất nước này ra khỏi chế độ Taliban. Vì lý do đơn giản là Taliban đã dung dưỡng cho quân khủng bố, nhất là cái cuộc tấn công ngày 11 Tây tháng 9 năm 2001 nhắm vào Hoa Kỳ. Sáng nay thì tin tức cho biết là Tòa Bạch Ốc nói rằng cái việc rút quân này dựa trên cái tình hình an ninh vững chắc cũng như cái sự bảo đảm về vấn đề nhân quyền tại Afghanistan. Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ là ông Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là Lloyd Austin sẽ có một cái cuộc nói chuyện về quyết định của Hoa Kỳ rút quân khỏi Afghanistan với các đồng minh Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO tại trụ sở Brussels cũng trong ngày hôm nay là ngày thứ Tư. Tổng thống Joe Biden cũng sẽ loan báo chính thức quyết định này nội trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, như vậy tức là
cái việc rút quân đã được lùi lại bởi vì theo cái thỏa thuận giữa chính phủ của Tổng thống Donald Trump và lực lượng Taliban thì Hoa Kỳ sẽ rút toàn bộ 2.500 quân còn lại tại Afghanistan ngày chót là ngày 1 tây tháng 5 sắp tới đây. Nhưng mà bây giờ thì Tổng thống Joe Biden muốn lùi cái hạn định rút quân lại là ngày 11 tây tháng 9. Cách đây một tuần lễ thì Taliban đã đưa ra một cái lời tuyên bố đe dọa rằng nếu như Hoa Kỳ không rút ra đúng thời hạn mùng 1 tây tháng 5 mà Taliban đã thỏa thuận với Tổng thống Donald Trump đó, thì Taliban sẽ có những chiến dịch nhằm mục đích áp dụng cái luật Hồi giáo trên lãnh thổ của Afghanistan. Chúng ta biết cái lời đe dọa đó hàm ý rằng Taliban có thể tấn công vào chính phủ của Kabul. Thưa quý vị, cái cuộc tấn công của nước Mỹ vào trong Afghanistan là năm 2001 và cho tới ngày hôm nay thì đã là đúng 20 năm sau khi cuộc chiến bùng nổ trong giai đoạn đó. Ngày hôm qua, Tổng thống Joe Biden đã gửi một số các viên chức cao cấp của chính phủ Hoa Kỳ đi qua Đài Loan với một cái thông điệp mà theo như tờ Bạch Ốc nói rằng đây là một cái dấu hiệu cá nhân của Tổng thống Joe Biden nhằm mục đích cho thấy rằng Tổng thống giữ cái lời cam kết đối với Đài Loan và đối với cái nền dân chủ của Đài Loan. Những ai là người trong phái đoàn ngày hôm qua? Nhân vật được người ta chú ý nhất đó là cựu Thứ trưởng Quốc phòng Richard Armitage. Ông Armitage là người đã từng dính líu tới cuộc chiến tranh Việt Nam rất lâu và ông là người đã có công trong vấn đề di tản rất nhiều quân nhân hải quân Việt Nam Cộng Hòa ra khỏi Việt Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975. Người thứ nhì cũng là cựu nghị sĩ của nước Mỹ thứ ba, đó là cựu Thứ trưởng Quốc phòng James Stanburn. Bản tin của hãng thông tấn Reuters cho biết là đây là một chuyến đi không chính thức nhưng nhằm mục đích đánh dấu đúng 42 năm giữa Hoa Kỳ và Đài Loan đã có một cái đạo luật có tên là đạo luật Relations Act nhằm mục đích giúp cho Hoa Kỳ tiếp tục cái lời cam kết là để cho Đài Loan có đủ khả năng bảo vệ cái sự vẹn toàn lãnh thổ của mình. Chính phủ Đài Bắc sáng ngày hôm nay loan báo rằng Tổng thống Thái Anh Văn dự trù sẽ tiếp đón phái đoàn của Tổng thống Joe Biden, tức là ba vị vừa rồi đó, trong ngày hôm nay hoặc là trong sáng ngày mai. Thưa quý vị, Tổng thống Joe Biden từ khi lên cầm quyền cho tới nay, ông đã thể hiện cách rõ ràng cái chính sách của ông đối với Đài Loan và đối với Trung Quốc. Bằng chứng là hôm thứ Sáu vừa qua thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa ra những cái chỉ dẫn mới, trong đó có quy định rằng các viên chức của nước Mỹ được quyền họp với các viên chức của chính phủ Đài Loan tại các trụ sở liên bang của Hoa Kỳ. Và ngược lại, phái đoàn của Đài Loan sẽ đón tiếp phái đoàn của Mỹ tại những nơi mà Đài Loan được đại diện ở Hoa Kỳ hoặc tại những nơi khác. Đây là một sự thay đổi chính sách quan trọng lắm, bởi vì trong tất cả các đời Tổng thống trước kia kể từ năm 1979 tới nay thì chưa có một Tổng thống Hoa Kỳ nào mà dành cho chính phủ Đài Loan những cái biệt đãi như vậy. Trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và nước Nga thì ngày hôm qua Tổng thống Joe Biden đã gọi điện thoại nói chuyện với lãnh đạo của nước Nga là Vladimir Putin và đề nghị rằng hai bên sẽ có một cuộc họp thượng đỉnh tại một quốc gia thứ ba nào đó. Dĩ nhiên không phải là tại Mỹ, không phải là tại Nga, mà tại một quốc gia thứ ba trong khoảng thời gian một vài tháng sắp tới. Và trong cuộc điện đàm ngày hôm qua thì Tổng thống Joe Biden nói rằng ông muốn thảo luận với nước Nga về tất cả mọi lĩnh vấn đề mà Nga và Mỹ quan tâm, trong đó có cái chuyện mà nước Nga đã tìm cách ảnh hưởng vào cuộc bầu cử của Mỹ năm 2016. Ngoài ra thì Tổng thống Joe Biden cũng đã nói chuyện với Tổng thống của Ukraine là Volodymyr Zelensky trước khi nói chuyện với Vladimir Putin. Và trong cuộc nói chuyện với Tổng thống Ukraine thì Tổng thống Joe Biden có bày tỏ cái sự lo ngại trước cái tình hình căng thẳng tại khu vực biên giới giữa Ukraine và nước Nga, và đặc biệt là nước Nga đang tăng cường quân số tại khu vực Ukraine và đồng thời trong khu vực Crimea, là nơi mà nước Nga đã sáp nhập vào Nga vào năm 2014.
Trong cuộc nói chuyện thì Tổng thống Joe Biden đã thúc giục Vladimir Putin là hãy giảm đi cái tình hình căng thẳng đối với Ukraine và cảnh cáo rằng nước Mỹ sẽ hành động một cách cứng rắn để bảo vệ quyền lợi của nước Mỹ sau khi mà nước Nga đã có những hành vi tấn công bằng tin tặc vào các hệ thống điện toán của Hoa Kỳ. Ngoại trưởng của Ukraine đã có mặt tại Brussels để họp với Ngoại trưởng của Hoa Kỳ là ông Antony Blinken. Và thưa quý vị, sáng hôm nay thì tin của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO và Hoa Kỳ cho biết là cả đôi bên đã bày tỏ cái sự ủng hộ đối với chính phủ Ukraine và đồng thời cảnh cáo nước Nga vì cái tình hình căng thẳng tại khu vực biên giới. Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Antony Blinken đã lên tiếng kết án nhà cầm quyền Nga là đã có thái độ khiêu khích bằng những hành động hiện nay tại khu vực biên giới đối với Ukraine. Trong khi đó thì Tổng thư ký của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO là Stoltenberg gọi tất cả những hành động của nước Nga là hoàn toàn không thể nào chứng minh được, không thể giải thích được và khiến cho các quốc gia trong Liên minh NATO hết sức là quan tâm. Ngoại trưởng Ukraine là ông Kuleba thì nói rằng họ hoan nghênh tất cả mọi sự ủng hộ của Hoa Kỳ và của Liên minh NATO, đồng thời thúc giục các quốc gia Tây phương là phải gửi ra một cái thông điệp thật rõ ràng đối với Vladimir Putin là nước Nga sẽ phải trả giá cho cái hành vi hiện nay của họ tại khu vực biên giới với Ukraine. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay thì Tổng thống Joe Biden cùng với đệ nhất phu nhân Jill Biden đã đến một cái bệnh viện gần tòa Bạch Ốc tên là George Washington Hospital, nằm ngay tại đường L, là chỉ cách tòa Bạch Ốc chỉ một vài ngã tư đường mà thôi. Tin của tòa Bạch Ốc cho biết rằng đệ nhất phu nhân Jill Biden sẽ phải trải qua một cuộc khám nghiệm bình thường và tòa Bạch Ốc không đưa ra bất kỳ một chi tiết nào liên quan đến sức khỏe của đệ nhất phu nhân cả. Bà Jill Biden năm nay 69 tuổi và báo chí quay cái hình ảnh cho thấy rằng bà cùng với Tổng thống Joe Biden bước xuống một chiếc xe và bà đã đi vào trong cái bệnh viện nằm ở trên đường L, là Tổng thống Joe Biden đi bên cạnh và cả hai người đều mang khẩu trang. Cho tới khi mà ông Joe Biden nhậm chức cho tới ngày hôm nay đó, thì báo chí đều nói rằng sức khỏe của đệ nhất phu nhân Jill Biden hoàn toàn tốt và không có điều gì đáng quan tâm cả. Tuy nhiên tối ngày hôm qua thì phát ngôn viên tòa Bạch Ốc có loan báo trước là sáng nay Tổng thống Joe Biden sẽ đưa phu nhân vào trong bệnh viện để có một cái cuộc khám nghiệm bình thường. Chúng ta sẽ chờ đợi thử xem là ngày hôm nay thì tin tức của tòa Bạch Ốc ra sao về sức khỏe của đệ nhất phu nhân Jill Biden. Tòa Bạch Ốc nói rằng cả hai ông bà sẽ trở lại cái sinh hoạt bình thường, là Tổng thống Joe Biden sẽ có loan báo về quyết định rút quân Mỹ ra khỏi chiến trường Afghanistan. Ngoài ra ông cũng sẽ đến thăm Arlington National Cemetery, tức là nghĩa trang quốc gia tại Arlington, nơi mà các binh sĩ đã từng phục vụ trong các nhiều cuộc chiến tranh vĩnh viễn nằm xuống tại nghĩa trang này. Còn đệ nhất phu nhân dự trù là ngày thứ hai tuần tới sẽ đi thăm một cái trường là Silver Valley Community College. Như vậy chứng tỏ rằng mọi cái sinh hoạt của hai ông bà Joe Biden sẽ bình thường bắt đầu từ ngày hôm nay cho tới những ngày sắp tới. Ngày hôm qua thì Tổng thống Joe Biden đã chính thức nhận lời mời của bà Chủ tịch Hạ viện Liên bang là dân biểu Đảng Dân Chủ Nancy Pelosi. Bà mời Tổng thống Joe Biden đến đọc một cái bài diễn văn trước Quốc hội vào ngày 28 tây tháng 4 sắp tới đây. Về phương diện lễ nghi đó, thì cái diễn văn ngày 28 tây tháng 4 không phải là thông điệp liên bang, mà đây chỉ là một cái bài diễn văn thông thường của bất kỳ tổng thống nào sau khi nhậm chức một thời gian sẽ đọc một cái bài diễn văn trước lưỡng viện Quốc hội, nhưng mà không phải là thông điệp liên bang. Thưa quý vị, tòa Bạch Ốc nói rằng lý do mà Tổng thống Joe Biden có cái bài diễn văn chậm hơn so với các vị tổng thống khác đó, là bởi vì tháng 3 vừa qua thì ông Joe Biden bận rất nhiều công việc, trong đó có cái chuyện là thúc giục Quốc hội lưỡng viện
thông qua cái số tiền cứu trợ 1.900 tỷ Mỹ Kim để giúp cho nền kinh tế của Hoa Kỳ khởi sắc trở lại sau khi đã bị đại dịch COVID-19 làm cho nền kinh tế rất là khó khăn. Và cuối cùng là tin liên quan đến tình trạng kỳ thị nhắm vào cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu tại nước Mỹ. Một người phụ nữ Mỹ gốc Á Châu chủ một cái tiệm tạp hóa tại New York đã bị một người đàn ông đánh vào mặt 3 lần. Chỉ vì người chủ tiệm này yêu cầu cái người đàn ông bước chân vào trong tiệm của mình đó là phải mang khẩu trang. Vụ này xảy ra vào lúc 4 giờ 30 phút chiều ngày 6 tháng 4 vừa qua tại cái tiệm tạp hóa tên là Hang Yung Grocery Store nằm ở trên đường Grand Street ở thành phố New York. Nạn nhân 39 tuổi mà không được báo chí cho biết tên là gì đã yêu cầu một cái người đàn ông tên là Carlos Mackey 35 tuổi phải mang khẩu trang khi mà bước chân vào cửa tiệm của bà. Và Mackey thay vì đeo khẩu trang thì đã dùng những ngôn ngữ có tính cách kỳ thị để mà nói với bà chủ tiệm. Mackey nói như thế này, bảo chỉ có những người Mỹ thực sự mới là những người Mỹ nguyên thủy ở đất nước này, còn tất cả những kẻ khác, những người di dân khác, kể cả cộng đồng người Mỹ gốc và Phi Châu đều không phải là người Mỹ. Đó là lời lẽ mang tính cách kỳ thị chủng tộc. Và tay Mackey này sau đó đã muốn lấy một số các cái món hàng ở trong cửa tiệm tạp hóa này chạy ra ngoài, và trên đường đi ra thì y đã đấm vào mặt cái bà chủ tiệm 3 lần và dùng một ngôn ngữ rất là vô văn hóa để chửi cái người phụ nữ chủ tiệm mở gốc Á Châu này. Mackey đã bị cảnh sát bắt, và cho tới phút này thì người ta không biết là tòa án liệu có kết tội Mackey cái tội mà đánh một người phụ nữ với cái lý do là hận thù chủng tộc hay không. Một lần nữa, cái bản tin này nhắc nhở chúng ta là trong cái hoàn cảnh mà có một số người họ bực tức, thù hận đối với người Mỹ gốc Á Châu đó, thì cách tốt nhất khi chúng ta đi ra ngoài đường phải nhìn trước nhìn sau để tránh những cái chuyện bất trắc như đã từng xảy ra cho nhiều người. Chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong một bình luận chiều ngày hôm nay. Tự Lực Bookstore hân hạnh loan báo với quý độc giả, nhân dịp kỷ niệm 35 năm hiện diện trong cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại và cũng để chào mừng mùa xuân sau một năm dài đại dịch coronavirus hoành hành khắp thế giới. Nhà sách Tự Lực giảm giá từ 20% đến 60% tất cả các loại sách, CD, DVD cho khách hàng mua online, mua tại nhà sách hoặc mua qua phone. Độc giả mua trên 100 Mỹ Kim tiền sách hoặc trên 100 Mỹ Kim tiền CD, DVD sẽ được free shipping trên toàn nước Mỹ ngoại trừ Alaska, Hawaii và Guam. Chương trình giảm giá bắt đầu từ ngày 23 tháng 3 năm 2021 đến ngày 10 tháng 5 năm 2021. Địa chỉ của nhà sách Tự Lực là 14318 Broker Street, thành phố Garden Grove, California 92843. Điện thoại số miễn phí để quý độc giả gọi vào mua sách là 1-888-204-7749, 1-888-204-7749, và số điện thoại trực tiếp là 714-676-8310, 714-676-8310. Độc giả ở xa muốn mua sách, xin vào trang mạng của nhà sách Tự Lực là www.tulực.com. Nhà sách Tự Lực hân hạnh giới thiệu với quý độc giả 3 công trình đồ sộ của tác giả Nguyễn Vi Khanh. Đó là cuốn Nhà văn Việt Nam hải ngoại, cuốn Văn học miền Nam 1954-1975, các tác giả. Cuốn Văn học miền Nam 1954-1975, tổng quan. 3 công trình của tác giả Nguyễn Vi Khanh hiện đang bán tại nhà sách Tự Lực. Địa chỉ là 14318 Broker Street, thành phố Garden Grove, California.
Điện thoại để quý khán giả gọi vào mua sách là 1-888-204-7749, 1-888-204-7749 và 714-676-8310, 714-676-8310. Độc giả xa muốn mua sách, xin vào trang mạng của nhà sách Tự Lực là www.tulực.com. Nhà sách Tự Lực hân hạnh giới thiệu với quý độc giả tác phẩm Hoa Địa Ngục của Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện do Tổ hợp xuất bản miền Đông Hoa Kỳ xuất bản và phát hành. Thưa quý khán giả, Nguyễn Chí Thiện là một tên tuổi lớn của Việt Nam, là một nhân cách Việt Nam. Ông đã bị nhà nước Cộng sản Việt Nam giam giữ tù đầy 27 năm. Vậy mà ông sống như một cây tùng trước bão. Tất cả thơ của ông đều như là những giọt nước mắt và giọt máu nhỏ xuống từng trang giấy. 27 năm bị tù đầy, Nguyễn Chí Thiện đã bỏ hết tâm can của mình ra để viết thành cả một tuyển tập thơ lấy tên là Hoa Địa Ngục. Có hai bài viết của ông, hai bài thơ của ông đã trở thành tiêu biểu và là ước mơ của người Việt Nam. Bài thứ nhất, ông viết rằng trong bóng đêm đè nghẹt, phục sẵn một mặt trời. Trong bóng tối không lời, phục sẵn toàn sấm sét. Trong lũ người đói rét, phục sẵn những đoàn quân. Khi vận nước xoay vần, tất cả thành nguyên tử. Nguyễn Chí Thiện lúc nào cũng ước ao một ngày nào đó dân tộc Việt Nam sẽ đứng dậy để tự giải quyết số phận của mình bằng cách đập tan chế độ Cộng sản. Nhưng trong cái tương lai của Việt Nam đó, Nguyễn Chí Thiện ước mong rằng tất cả mọi thù hằn tới một lúc nào đó sẽ phải thu vén lại để dân tộc Việt Nam hướng tới tương lai. Nguyễn Chí Thiện viết: sẽ có một ngày con người hôm nay vứt súng vứt cùm, vứt cờ vứt đảng, bỏ lại khăn tang xoay ngang vòng nạn oan khiên, về với miếu đường mồ mả gia tiên. Mấy chục năm trời bức bách lãng quên, bao nhiêu thù hận tan vào hương khói, sống sót trở về phúc phận an thân. Kẻ bùi ngùi hối hận, kẻ kính cẩn dâng lên, này vòng hoa tái ngộ đặt lên mộ cha ông, khai sáng kỷ nguyên, tá trắng thắng cờ hồng. Tá trắng đối với Nguyễn Chí Thiện là hình ảnh của một dân tộc bỏ lại tất cả mọi thù hận, bỏ lại tất cả mọi tang thương sau lưng để hướng tới một tương lai, như một bào thai vừa mới thoát khỏi bụng mẹ, hướng tới tương lai mà không có quá khứ. Thưa quý khán giả, tác phẩm Hoa Địa Ngục của Nguyễn Chí Thiện hiện đang bán tại nhà sách Tự Lực, địa chỉ là 14318 Broker Street, thành phố Garden Grove, California 92843. Số điện thoại miễn phí để quý vị gọi vào đài mua sách là 1-888-204-7749, 1-888-204-7749. Và số điện thoại trực tiếp là 714-676-8310, 714-676-8310. Độc giả xa muốn mua sách, xin vào trang mạng của nhà sách Tự Lực là www.tulực.com. Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Xin gọi 1-888-204-7749 hoặc ghé trang nhà tulucmore.com. Trung tâm dinh dưỡng và Tự Lực Bookstore hân hạnh giới thiệu đến quý vị khán thính giả Sleep Better 1000, một dược phẩm thiên nhiên nổi tiếng của bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường, có công năng phục hồi giấc ngủ cho những ai mất ngủ lâu ngày vì căng thẳng, âu lo, trầm cảm, đau nhức hay do một căn bệnh nào khác, đưa đến tình trạng suy nhược thần kinh và cơ thể, mất khả năng tập trung, kém trí nhớ, ăn uống không ngon và nhiều hậu quả khác. Sleep Better 1000 sản xuất tại Hoa Kỳ bởi một viện bào chế đáp ứng các quy định an toàn của FDA,
mỗi chai 60 viên, giá chỉ có 39 Mỹ Kim. Dù mất ngủ vì bất cứ lý do nào, xin quý vị hãy gọi ngay cho Trung tâm Dinh dưỡng Tự lực Bookstore số điện thoại 1-888-204-7749, 1-888-204-7749, Sleep Better 1000, ăn được, ngủ được là tiên. Cách đây đúng hơn 30 năm, nhạc sĩ Ngô Mạnh Thu lúc ấy còn sinh thời đã thực hiện một chương trình phát thanh trên đài VNCR tại quận Cam, miền Nam California với chủ đề là Chúng ta đi mang theo quê hương. Nhạc sĩ Ngô Mạnh Thu nói về những di sản của người Việt đem đến quê hương thứ hai này nhằm góp thêm các di sản đa văn hóa đã có mặt từ trước đó tại Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Và trong lòng những người tị nạn Việt Nam, hình ảnh quê hương mà họ mang theo đến vùng đất mới này bao gồm cả chùm khế ngọt như cách diễn tả của nhà thơ Đỗ Trung Quân, bao gồm cả những loại hoa quả cây trái bày biện trên bàn thờ, phòng khách những ngày Tết. Ngay tại quận Cam, miền Nam California, bên cạnh nhà sách Tự lực, không khí Tết rõ ràng nhất là tại gian hàng bán trái cây, hoa quả của cô Ánh. Có thể nói rằng, gian hàng không thiếu một loại cây trái nào đã từng hằn sâu trong ký ức của mỗi cá nhân chúng ta lúc còn ở quê nhà Việt Nam. Không những thế, gian hàng của cô Ánh còn có các loại trái cây của các nước khác trên thế giới để khách tha hồ chọn lựa, mua sắm, chuẩn bị đón Tết. Cây nhãn da bò, cây nhãn hạt tiêu, cây long nhãn, cây nhãn Hawaii, cây ổi sa lị, cây ổi không hột Đài Loan, cây mắng cầu Hoàng hậu, cây mắng cầu Na Việt Nam, cây mắng cầu Xiêm, cây mắng cầu đỏ của Do Thái, cây sapoche lòng mức trái dài, cây sapoche Alano trái tròn, cây khế, cây mận xanh, cây mận đỏ, cây xoài Thanh Ca, cây xoài Savoy, cây xoài cát Hòa Lộc, cây xoài Nam Đốc Mai, cây cherry Việt Nam, cây mít Thái Lan, cây vải, cây chanh dây, cây chùm ruột, các loại bông, bonsai, cây bông sứ, cây lồng đèn, cây mai, các loại rau trồng sẵn trong chậu, mua về trồng xuống đất như ngò gai, ngò om, ớt, rau quế, rau tía tô, rau kinh giới, rau cẳng cua, rau dấp cá, cây sả, cây cần tàu. Đến gian hàng cây trái của cô Ánh, chúng ta sẽ thấy hình bóng của các ngôi chợ của quê nhà Việt Nam với hầu hết các loại cây quả, rau trái không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của gia đình Việt Nam và đặc biệt là không thể thiếu trên mâm quả bày cúng tổ tiên ông bà chúng ta trong 3 ngày Tết. Gian hàng cây trái của cô Ánh nằm trong tiệm nước Okewater, địa chỉ là 14340 Broker Street, thành phố Garden Grove, chip code là 92843, cùng một dãy nhà chỉ cách nhà sách Tự lực 10 bước đi bộ. Và số điện thoại để quý khách gọi trực tiếp nói chuyện với cô Ánh là 714-261-7456, 714-261-7456.